quý vị, và hôm nay Tâm Hiếu đang có mặt ở tại công ty Nuyenesis, là một trong những công ty làm về bột nhúng rất là nổi tiếng ở tại Canada. Và xin giới thiệu với tất cả quý vị, bên cạnh Tâm Hiếu là hai vị owner có tâm lòng từ bi bác ái. Và hôm nay Tâm Hiếu có mặt ở tại công ty tại vì là tụi Tâm Hiếu có tổ chức một cái chương trình gọi là United Together. Và chương trình đó là giúp đỡ những người cao niên của người Việt của chúng ta trong ở cộng đồng. Và hai vị owner đã có tấm lòng rất là nhân ái, đã donate rất là nhiều những cái chai rửa tay và khăn bịt miệng. Bên cạnh đó thì là mask cũng như là bộ quần áo để bảo vệ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ hai vị owner và nghe họ tâm sự đôi điều. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. My name is Alan Kalinske. I'm the CEO of Nuyenesis Nails. And today we're here with, Tâm Hiếu. To introduce ourselves and to tell you a little bit about our company and a little bit about why we are feel responsible to the public to don't help in any way we can. Our success in our business has been the public. The ladies, gentlemen that do their nails, the nail techs, who are all suffering now due to the COVID-19 coronavirus. So in our success, we need to give back. And only way we can give back is with help in funding and being able to get supplies for the PPE, the personal protection equipment. So we've been able to get sanitizers, gloves, masks, gowns. And we appreciate all the sincerity that in the good times that the people use our products. And now we want to be able to give back, especially to the front line people, such as my, you know, like my daughter-in-law, who's a nurse, and my son-in-law, who's a doctor, that they put themselves out in front of danger every day. So we're here to do whatever we can. And we really appreciate and hope the best for all our people in safety and health. Mình tên là Nga, tiếng Anh tên là Anna, từ cái công ty Nuyenesis Nail. Thì khi mà mình cái công ty này á, thì được cái sự support của rất là nhiều người, cho nên là bây giờ là bị bệnh dịch đấy, là cái tham để cho mình giúp lại, đỡ lại tất cả mọi người. Thì khi bệnh dịch đến ấy, thì mình cũng đã đi mua những cái glove này, hay là những cái thuốc rửa tay này, hay là mask để mà mình donation cho nói chung là những châu Âu này, châu Mỹ hay là Canada, mình cũng vậy thôi. Nhưng mình khi mà mình lên, mình thấy cháu Tâm Hiếu đó thì đi giúp cho những cái người nghèo ở Canada, người già ở Canada này, để cháu đưa những cái đồ ăn này, những cái thức uống hay những cái gì, thì mình có gọi phone thì mình nói là thôi, con cần cái gì thì con cứ phone cho cô, thì công ty giúp được các con. Thì hôm nay cháu đến đây đấy, thì mình cũng có một chút tấm lòng đấy, thì để góp sức vào với cháu, để cháu giúp đỡ những cái người bên Canada này của mình, và cũng giúp đỡ cho cả bệnh viện, mọi nơi đó. Thì mong mọi người là bình an.